máy đo huyết áp thông minh nào phù hợp cho người cao tuổi. Còn Sơn xin chào bà con ha. Thì hiện tại chúng ta có rất là nhiều dòng máy đo huyết áp để đo cho gia đình ở nhà. Những dòng máy đo huyết áp tâm thu nè, huyết áp tâm trương và kiểm nhịp tim thì có rất là nhiều. Bên cạnh đó chúng ta có những dòng máy cao cấp hơn, đó là kiểm tra khi cử động đo. Mình cử động khi đo có thể bị sai lạc nè, thì máy sẽ báo cho mình biết. Và rối loạn nhịp tim, chúng ta cũng có những cái dòng máy đó thì giá tầm khoảng cỡ 1.500.000. Bên cạnh đó những dòng cao cấp tầm 2.1 triệu cho đến 3 triệu thì chúng ta có cảnh báo luôn đột quỵ, tức là rung tâm nhĩ á, dễ xảy ra tình trạng cục máu đông thì nó sẽ ảnh hưởng đến não và tai biến mạch máu não. Thì còn Sơn có chia sẻ hai dòng ở đây để cả nhà mình tham khảo ha. Những dòng thương hiệu lớn mà được bác sĩ khuyên dùng đó là dòng Ôm Rong. Cái dòng này thì 2.950.000 sẽ có chức năng cảnh báo đột quỵ. Và bên cạnh đó Myrolife thì giá rẻ hơn, tức là 2.150.000 ha. Đây là những dòng chính hãng được bảo hành 5 năm. Thì bên cạnh đó bạn sẽ có rất là nhiều video hướng dẫn cách đo cho cả nhà mình tham khảo rồi và cách lựa chọn. Cô chú mình có gì thắc mắc thì có thể gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn để tư vấn thêm, hoặc là gọi điện vào số điện thoại bên dưới. Chúc con mình nhiều sức khỏe nha.